ngoại hình gây lo lắng của Trung Hân Đồng. Trung Hân Đồng vừa xuất hiện trong diện mạo gầy gò với dương ngực và dương quai xanh lộ rõ. Khán giả cho rằng cô đang giảm cân quá nhiều. Ngày 16 tháng 1, HK01 đưa tin Trung Hân Đồng xuất hiện trong buổi livestream và khiến người hâm mộ lo lắng khi chứng kiến thân hình da bọc xương của cô. Nữ diễn viên lộ xương ngực, xương quai xanh gầy trơ trước ống kính. Khán giả bình luận người đẹp Hồng Kông giảm cân quá đà. Điều này khiến người hâm mộ lo lắng cho sức khỏe của Trung Hân Đồng trong giai đoạn bận rộn với lịch trình dày đặc. Cô ấy đang ngày càng gầy, đừng cố giảm cân nữa, cô đã gầy lắm rồi, cân nặng của cô ấy sụt khá nghiêm trọng đó, phải ăn uống thêm thôi Trung Hân Đồng. Công chúng bình luận, Trung Hân Đồng từng mất kiểm soát cân nặng do rối loạn nội tiết tố sau biến cố đời tư. Nữ ca sĩ tăng tới 18kg, chạm mốc 60kg. Vì vấn đề ngoại hình, cô luôn cảm thấy căng thẳng khi tham gia sự kiện khi liên tục bị chế giễu, miệt thị. Năm 2022, nữ ca sĩ bắt đầu ép cân và giảm 13kg. Người đẹp từng chia sẻ thực hiện ăn kiêng nghiêm ngặt, tập nhiều môn thể thao cùng một lúc để lấy lại vóc dáng mảnh mai. Sau khi giảm cân thành công, Trung Hân Đồng có thêm nhiều cơ hội nghề nghiệp trong showbiz. Trung Hân Đồng sinh năm 1981, là thành viên nhóm nhạc Tuyên Đình Đám của Hồng Kông. Cô cũng thành công lấn sân diễn xuất với các vai diễn trong Beyond Our Ken, House of Fury, The Twin Effect, Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Võ Tắc Thiên Bí Sử. Nữ ca sĩ có lịch sử tình trường ồn ào. Cô từng hẹn hò chính thức với 11 tài tử, thiếu gia nổi tiếng. Năm 2008, Trung Hân Đồng lộ ảnh nhạy cảm với Trần Quán Hy. Scandal làm ảnh hưởng tới sự nghiệp và khiến đường tình duyên của cô cũng trở nên trắc trở. Trung Hân Đồng kết hôn với bác sĩ Lại Hoàng Quốc vào tháng 12 năm 2018. Sau ngày cưới, mối quan hệ của cả hai liên tục gặp trục trặc. Tháng 3 năm 2020, họ quyết định chấm dứt quan hệ vợ chồng sau hơn 14 tháng chung sống. Trung Hân Đồng thừa nhận cô không may mắn trong tình yêu, thường rơi vào tình huống đau khổ vì bị phản bội bởi đàn ông tồi. Dù vậy, nữ diễn viên cho biết vẫn tin tưởng vào tình yêu. Thành viên nhóm Twin mong tương lai có thể tìm được người phù hợp để gắn bó.